Quá trời, cái lô 800 ngàn của ổng nụ nút nè cả nhà. Hết biết luôn mà. Sao mà nụ không thể tưởng nổi ta. Quá sức thôi chứ chị. Dữ lắm, mấy cái này cả nhà mình già lật ngược ở dưới lên mới coi thấy cái nụ nó nổi da gà luôn mà. Ôi cây này cũng vậy luôn. Ôi ơi nụ nút luôn. Quá trớn luôn. Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của chú Út tại xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một lô mai Tết ha. Thì như cả nhà mình thấy thì đứng bên ngoài thì quay vô thì vườn mai mình cũng rất là xanh tốt nha. Xanh tốt có đủ các cỡ ha. Thì bên nhà vườn mình hiện tại là có 3 mức giá ha. 800 ngàn, 1 triệu 3 và 2 triệu, 800 là loại chậu 5, 1 triệu 3 là chậu 6 ha và 2 triệu là chậu 7. Đây thì như cả nhà mình thấy cái hàng trước mắt em là loại chậu 6 nè. Chậu 6 này thì hoành nó đem coi coi. Cháu cũng khá là lớn ha, hoành dao động từ 20 tới 23. Ủa, không có, này không có 20 luôn cô chú anh chị. Đang hòm vô tông coi sao chứ giờ 23 24 không à. Rồi, tiến sâu vô trong. Nãy giờ đứng được ngoài lậu, còn này là sâu vô trong là coi như là xình lầy dữ lắm. Phải săn quần ha. Đây, cả nhà mình nói thấy không? Đi quay cây cực khổ lắm. Đây như cây trước mắt của em là hoành tầm khoảng 25. Nụ nút ngon ha. Nó cao từ 2m. 2m đổ lên. Thì bây giờ là coi như là em quay được ngay chỗ nào thì tính chỗ đó nha cả nhà. Tại vì bên nhà vườn mình hơi chật đó. Là cứ giờ quay đại. Tới cây nào thì em báo cái loại đó thôi. Thì cái loại chậu 7 là cái loại trước mắt chúng ta đây nè. Cái loại này thì 2 triệu một cây ha, tàn tố sum xê. Gốc thì 24, 25, 26 cả nhà. Gốc thì 24, 25, 26 nhiều ha. Tàn tố rất là sum xê luôn. Này này với nhà vườn làm cực lắm cả nhà. Đi ở nhà coi xình lầy nè. Quay chân hoài chị quá. Thì cái đó để em quay coi cho cả nhà mình thấy là khi mà nhà vườn mình làm ra được một cái cây mai nó cực dữ lắm. Đây, loại chậu 7, loại 2 triệu này. Tàn tố lớn lắm nha. Trời ơi. 24 25 26 như cây này khoảng 28 hoành nè cô chú anh chị. 28 hoành ha, xương cành rất là đẹp luôn. Ha, tàn tố thì ngon lành. Nụ nút thì ok ha. 2 triệu. Nói chung á cả nhà mình biết sao? Càng về sau á thì các nhà vườn mình canh cái giá của nhà vườn trước á, mình quay để cho dễ bán thì cái giá cũng rất là nới nha. Như lúc trước cái chậu 6 thì nó dao động từ 1 triệu rưỡi tới 1 triệu 8, còn giờ chậu 6 thì 1 triệu 3 ha. 1 triệu 3, 1 triệu 4 vậy đó. Tự nhiên đang quay cái nha, đang quay cái nó gián đoạn xíu. Tự nhiên tới đây thấy cái hàng triệu ba bự quá, phải điện thoại hỏi lại chú Út coi phải không, phải cái loại này 1 triệu ba không để quay. Rồi mất công đền 100 ngàn cây không có tiền đền. Đây cả nhà, cây thì nó to lắm, mình hay chắc nhỏ nhất 23 tới 24, 23 24 25 quá, nó chặn à. Lô này nó đều lắm, cả nhà có gốc nè, chân cành ha. Thì cái loại này thì 1 triệu ba một cây. Nói chung cả nhà mình biết thì cái lô mai vườn nhà mình nó là còn nguyên green luôn, chưa có khui vườn cây nào hết ha. Nên thành ra thì còn cây đẹp không ha. Cả nhà mình mua ngay cái lô này thì cũng khá là ngon. Và có cái cây mai cái cây mai này nụ đặc biệt quá ha cô chú anh chị, rất là đặc biệt. Rồi mình riêng mình nhìn cái dàn nụ nó thôi thấy cũng ghiền ha. Thì những cái cây mai dòng dảo siêu nụ đồ thì nó cũng từ đây ra nha cô chú anh chị. Cũng từ những cái cây mai mai tàn của chúng ta bình thường nó ra thôi. Nó có cái dấu hiệu nó lạ lạ như thế này nè. Ha. Cô chú anh chị thấy nụ nút không? Thì này nó nằm chung cái lô 1 triệu 3 luôn á. Đây nè. Rất là đẹp luôn, mà nụ nút thôi. Cái dàn bông cũng đẹp ha. Nụ nút thì ok. Để đi qua tới cái hướng của cái loại 500 cho cả nhà xem. Ồ cái cây này cái bông đẹp hết cả nhà, 2 4 6 6 6 cánh. Mà cái dàn nút nụ thôi quá trời luôn.
1,3 triệu một cây, chịu bự chán luôn. Mà với căn dàn nhút này thấy nó kỳ cục lắm cả nhà, quá trời luôn nút nè, nụ sao mà hết biết luôn mà. Lạ thiệt. Đây cả nhà coi cái hàng 1,3 triệu cái nào nấy bự bự không. Cô chú anh chị biết cái khu này á, là tại vì lý do á, là bên nhà vườn của chú á, là nằm nó xa ở cái khu mà người ta chuyên làm mai, khu này khu bông giấy, nên cái hàng này chưa có bán được. Chứ mà đúng ra ở trên khu trên em là dễ gì còn, mà gì nụ nút dày nè cả nhà, hết biết chưa, mà gốc to nha, 23-24 không á, cái loại 1,3 triệu. Rồi cái hàng tám tâm đâu rồi. Cái này năm sau là ông chú Út ổng dự định là ổng nuôi lươn nha. Cái nhà mình coi nè. Thì đây nè cả nhà. Đây cái hàng ở đây là loại chậu năm nè, 800 ngàn một cây bự chảng luôn. Hoành tầm khoảng 19 tới 21 ha. 19 tới 21 là cái loại này là 800 ngàn, có mấy chục cây. Bạn tố xum xê cao khoảng 2 mét. Cao tầm khoảng 2 mét. Tàn tố nụ nút thì ngon lành ha. Đây có mấy chục cây thôi. Ôi ôi, quá trời, cái lô 800 ngàn của ổng nụ nút nè cả nhà, hết biết luôn mà. Sao mà nụ không thể tưởng nổi ta. Quá sức thôi chứ chị, dữ lắm. Mấy cái này cả nhà mình già lật ngược ở dưới lên mới coi thấy cái nụ nó nổi da gà luôn mà. Ôi cây này cũng vậy luôn. Ôi ôi, nụ nút nè, quá trớn luôn, nùi 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 luôn cả nhà, nùi nụ hay quá. Này thì lô này có mấy chục cây thôi, này thì chắc bán mau 800 ngàn cây. Cô chú anh chị mình thấy có nhu cầu thì liên hệ chú Út ha. Để em đi qua bên này quay lại hàng 1,7 triệu cho chúng ta xem. Còn cái loại mà 1,3 triệu này thì phải nói nó quá rẻ à. Cái hàng này là phải nói là rẻ kinh điển luôn cả nhà. Gốc như gốc này khoảng 26 luôn nè. Có vậy là cái gốc cái loại mà 1,3 triệu này thì nó hoành từ 23 tới 26 cả nhà. Gốc này khoảng 25-26 khỏe. Mà nhiều gốc to vậy lắm nha cả nhà. Nói chung thì lô này gốc to, gốc khá. Nụ nút thì khỏi phải chê gì tới. Dạch lên là thấy nụ. Là 20 đó là 1,3 triệu một cây. Nói chung cái giá này giá xô nha cô chú anh chị, giá xô. Để mình lội quần tay còn ô tính ra cái luôn 1,3 triệu này nó đẹp, đẹp như mơ luôn á, rất là đẹp nha. Bây giờ tại vì cái lô vườn của mình là còn nguyên riêng nên toàn là còn thằng nhất không à. Nút nè cả nhà, coi lật cái lá lên là thấy nút quá trời. Đặc thù cái vườn của mình là nút dữ nha. Đây là 1,3 triệu không đó, lô to to, cây to to không. Rồi để đi qua ngược tới lại cái lô 2 triệu ra chậu 7. Chậu 7 thì nó có tên dưới 170 cây. Đây. Quá trời lô mai. To to không. Cái này cái lô chậu 7 này gốc bự lắm cả nhà. Chậu 7 này thì 25, 26, 27 ha. Khu này gốc lớn không? Như gốc này tầm khoảng 27, 28 nè cả nhà, 27, 28 nè. Thì nó cao tầm khoảng 2 m, 2 m 2 nha. 2 m 22. Đó cả nhà xem. Nụ nút ha. Lô này cả nhà mua là xứng đáng còn đồng tiền bắt gạo luôn, cây bự lắm. Tàn toàn đủ lúc thì khỏi lo. Này quay vườn này hơi đuối xíu cả nhà, quá trấn, quá trấn xình. Đây cả nhà biết em vừa đi vừa nói rồi lội xình cái nó hao cái năng lượng dữ lắm. Mình cũng phải ráng nói, không phải ham nói nhiều mà tại vì nói đằng cho nó dễ tương tác hơn cả nhà. Nếu mà mình nói không nói nó tuột tương tác cái bà con mình bán cây không được.
chứ quay mệt lắm. Cả nhà mình nghe để nhiều khi em quay đều đi và nói thở dữ lắm, thở nó mệt. Rồi thì em xin nhắc lại một lần nữa ha, nhà vườn mình thì có ba cái mức giá 800, 1,4 triệu, ở 1,3 triệu và 2 triệu ha, là tất cả đều là cái giá show tại vườn nha, không có không có ship nha cả nhà. Nhưng mà thí dụ như cả nhà mình tới vườn thì chắc có lẽ nhà vườn mình vẫn bán lẻ nhưng mà cái giá khác ha, bán thì vẫn bán, ít thì vẫn bán nhưng mà cái giá nó khác, mua bán là thì bao nhiêu vẫn bán ha, nhưng phải bán cái giá khác. Đặc biệt cái lô 2 triệu này thì cái gốc nó quá to. Mấy cái cây này mà để riêng nó nằm ở ngoài cả nhà thấy nó dữ lắm. Những gốc này cũng khoảng 27 nè. Tại em quay thường đó cả nhà, nên mình nhìn cái cây nó xê xích không có bao nhiêu trơn. Xê xích chút đỉnh nè. Nụ nút ngon lành ha. Cái nội dung bao nhiêu đây thôi. Để bây giờ để em kiếm cái đường ra. Đường ra đâu anh ruột? Ủa vậy? Ủa đường ngoài đó hả? Lỗi không biết đường, lỗi không biết đường ra mà. Để em ra ngoài em quay tổng quát cho cả nhà anh xem. Chứ ở trong này thì cũng không có thấy được đâu. Quay chỗ vô coi nụ nút với gốc với tàn. Nuôi mai mà cái vườn xịn vậy là phải bán một cây chừng 10 triệu mới xứng đáng chứ. Lội cực khổ quá mà. Chung người nói chơi thôi cả nhà. Phải nói là bà con mình làm ra một cây mai cực lắm chứ không phải sung sướng. Mình lên chợ mình ngồi cả nhà thấy, nhiều khi lên chợ ngồi bán thấy sạch sẽ như chứ nhà nuôi cực, vô cùng cực. Nhất là những cái bãi mà mình chưa có bơm cát ha, mình không có trải mũ á, cực lắm. Thì giờ em đi quay là ví dụ mình cực một thì rõ ràng bà con mình cực tới mấy chục lần chứ không phải cực tới 10 nữa ha. Rồi thì em xin nhắc lại một lần nữa, chắc kết thúc cái clip tại đây. Cũng không có nhiều cây nên mình báo sơ lược cho cả nhà mình nắm, rồi dù có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn ha. Thì nhà vườn mình thì gồm có ba mức giá 800, 1,3 triệu và 2 triệu ha. Thì cái địa chỉ là tại xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì cô chú anh chị có liên hệ nhu cầu thì liên hệ cái số điện thoại là ở dưới cái phần tiêu đề đó nha. Dù mai vàng chơi Tết phần mấy thì cái đó sẽ có số điện thoại của nhà vườn ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.